like strangers, just the two of us. 침묵 속에 대화 till the sundown. Hãy để vẻ đẹp rạng rỡ bên trong của bạn tỏa sáng với dòng qua tờ Liquid Glow của Hinz. Đây là thông điệp mà dòng son này đến từ Hinz muốn gửi đến mọi người đó. Video này hãy cùng mình khám phá 9 màu son cùng 3 trạng thái khác nhau của Lan Anh khi đồng hành cùng Hinz nhé. Vỏ son màu hồng siêu ngọt và cả cây son màu trắng có điểm màu rose gold từ tên thương hiệu và là điểm giao nhau giữa nắp và thân son, làm mình cảm thấy rất là tinh tế và dễ chịu. Màu son sẽ được hiện ra ở cuối, cho nên là bạn nào sở hữu nhiều hơn 2 cây thì rất là yên tâm nha. Thiết kế đầu cọ hình nhọn và có khoét ở lòng cọ sẽ giúp cho việc đánh lòng môi dễ hơn, không bị nhiều son ở viền môi. Điều này cũng sẽ giúp cho việc tô full môi theo khuôn môi rất là dễ hơn nữa. Chất son tinh bóng đang rất là thịnh hành năm nay với thành phần chứa rất là nhiều chất dưỡng ẩm nhưng mà không tạo cảm giác bết dính. Màu sắc thì đa dạng từ màu nhạt đến màu đậm. Điểm đặc biệt từ Hinz chính là 9 màu son được thiên về những tông màu dễ dùng hàng ngày và không có một màu đỏ tươi, màu đỏ sáng hay là màu đỏ đất nào mà các bạn hay tìm kiếm ở những dòng son tinh thông dụng đâu. Đây cũng chính là điều mà Lan Anh thấy rất là thú vị từ dòng son này. Mình cùng đến với 3 màu son đầu tiên dành cho những ngày mà mình muốn nữ tính nhiều hơn bình thường nha. Chỉ một chiếc đầm thật là hồng và 3 màu son mình diện cũng sẽ là hồng luôn nha. Makeup thì phải match với outfit thì ví dù nó mới hoàn thiện được. Màu 1 được diễn tả là một màu be hồng thì lên môi mình nó có chút nước nước và có thiên hướng mauve, có ánh tím nhẹ. Đối với màu này thì cho dù là undertone của bạn là ấm hay là lạnh thì mình thấy đánh lên cũng rất là xinh và không cần phải makeup cầu kỳ. Màu 4 được mô tả là màu san hô nhạt thì màu này cần một chút kỹ thuật makeup để gương mặt được tươi tắn hơn. Với các bạn da ngăm hoặc là sắc tố môi sẫm màu thì màu này sẽ làm xịn mi ra một chút. Có thể khắc phục bằng cách kết hợp với các màu son đậm hơn ở lòng môi để xinh xắn và tươi tắn hơn. Màu 5 là màu đỏ hồng để dành cho những ngày nhạt nhẽo. Có những ngày ngủ dậy thì mình thấy tinh thần của mình nó không có được vui vẻ lắm thì hãy đánh những màu đậm đà hơn để ướp mút cho bản thân nha. Màu này thì mình thấy không kén da và cũng không kén makeup đâu. Có stain màu hồng đỏ trên môi sau 10 phút đánh son đó. Đối với dòng son này thì các màu nhạt sẽ ít stain và dễ trôi hơn, nhưng mà độ bám thì cũng được 7 điểm rồi. Các màu son đậm sẽ dính chặt hơn nếu mà mình để màu lâu trên môi mà không ăn uống. Ăn vào thì sẽ mất đi độ bóng nhưng mà lớp stain vẫn còn, cho nên là ăn xong vẫn còn rất là xinh nha. Những ngày cuối tuần hay những buổi cà phê cùng bạn bè, người yêu thì mình sẽ diện một set đồ trẻ trung và tươi hơn một chút. Vì mình là thiên về tông ấm cho nên là mình sẽ mặc mấy cái outfit màu vàng á, mình thấy nó có vẻ hợp. Đi cùng với outfit này thì sẽ là 3 màu son 279, là những màu thiên về tông nâu, tông be và tông cam đào. Màu 2 và màu 9 thì sẽ cần một chút nỗ lực cho makeup như là má hồng và một chút concealer để gương mặt của mình không quá nhợt nhạt. Bản thân hai màu này sẽ làm môi của mình trong trẻo và long lanh hơn, nhưng mà nó cũng hơi làm xỉn men ra một chút bởi vì ánh nâu và ánh cam ở trong son nha. Màu số 7 khi mà lên môi á, thì nó sẽ đậm đà hơn. Màu này thì các bạn da ngăm hoặc là môi bị đậm màu cũng sẽ ưu ái hơn. Một điều mà mình thích ở dòng son này nữa nó chính là độ lên màu của son rất là đặc biệt. Đương nhiên là mình chồng nhiều lớp thì màu nó sẽ càng đậm, nhưng mà cái độ trong trẻo và độ dịu dàng của son khi lên môi vẫn sẽ được giữ nguyên. Mình có thể đánh bao nhiêu lớp cũng được, tùy sở thích và kỹ thuật makeup của mình thôi. Những ngày đi event á, thì mình sẽ makeup nhiều hơn, cho nên là màu son cũng sẽ cần đậm hơn một chút để gương mặt sáng và nổi bật hơn. Màu số 3, số 6, số 8 là các màu mà mình chọn cho những buổi như vậy. Màu 3 là màu hồng cam nên là giúp cho gương mặt của mình rất là tươi tắn và rạng rỡ. Màu này thì cũng không hề kém các tông makeup, tùy vào độ mạnh nhẹ của tay mình điều chỉnh thân son thôi. Mình thấy màu này đánh mặt mộc cũng rất là ok là nữa. Màu số 6 là màu tím nâu á. Nghe mô tả thì có vẻ hơi sợ, nhưng mà thật ra đánh lên môi thì nhìn rất là đầm thắm và rất là mặn mà. Màu này thì làm cho da và răng rất là trắng luôn, xinh ói là xinh. Màu số 8 là màu đỏ thuần. Và đây là một màu basic khi mà mình đi event rồi. Mình cũng hay đi event với màu này nhiều đó mọi người. Quá xinh và nổi bật nhưng mà không bị quá dừ, vẫn giữ được nét trẻ trung và nữ tính theo sở thích của Lan Anh đó. Và đó chính là Mood Enhancer đến từ Hinz. Mỗi ngày khi thức dậy, các bạn nhớ hỏi bản thân của mình xem là hôm nay mình cảm thấy như thế nào để đối xử với bản thân một cách tuyệt vời nhất nha. Chúc mọi người một ngày thật vui và ấm áp. Bye bye.